Sàn ăn uống mậu dịch số 37, phố Nam Trần, khu Ba Đình, Hà Nội. Một trong những cái cửa hàng đặc biệt tái tạo lại cái không gian sống của thời bao cấp. Một cái cửa hàng cũng được nhiều người chú ý tới. Đi kem phải uống thuốc bạch Hà Nội. Chúng tôi sống cũng là trải qua cái thời bao cấp ngày xưa, thấm thía là những cái đấy mà đã trải qua thì là mình từ xuất phát từ đấy là anh cũng là một người làm ở nhà hàng cũng có kinh nghiệm, thì từ ý tưởng đấy thì anh làm được cái quán này ngoài cổ ngày xưa. Mọi người cần người già, mọi người đã qua những cái tuổi sống thời bao cấp khó khăn nào đến đây thưởng thức hoài niệm lại cái thời xa xưa. Mình mỗi thời nó có một cái kỷ niệm nó riêng. Còn sau thì ra đến là nó là thời khó khăn để mình được bao cấp sau chiến tranh thì đất nước mình đã qua cái thời khó khăn. Tôi cũng sưu tầm để mà vừa phải đi sưu tầm để mua để xin hoặc là những bạn bè người ta ủng hộ. Sau đấy là tôi sắm đủ được những cái đồ này và nó phát triển như quán, tức là bây giờ tương đối đầy đủ. Cái mục đích thì tôi tìm ở đấy và sưu tầm những cái mà vận dụng để nó vào đời sống. Sẽ có một cái như là cái bát hôm nay mà nó lại thực tế được vào cái đời sống của người dân mình là cái thời bao cấp. Còn cái như thế mà cũng là đồ, cả là đồ của quân đội cũng thì người ta cũng dùng ở cái đời thường, đựng mỡ hoặc đựng mắm nhiều đấy cũng phải đến hàng trăm hiện vật. Đó là những hiện vật mà tiêu biểu cái thời bao cấp. Tiêu biểu thì đấy cái ngại như cái quạt tay voi là cái quạt con cọc, thậm chí những cái hăng rô, những cái càng mềm, những cái đèn bão, nó cũng đi gần như vào cái đời sống của người dân mình vào cái thời khai quốc. Nội dung ăn uống thì anh Minh mới xuất phát. Ở đây tai mách mạch rừng, đây là khẩu hiệu của cái thời gian đẹp, gian đẹp. Tất thì mình sẽ sưu tầm và thể hiện lại một số cái món ăn ngày xưa như là dưa xào tóp mỡ, rồi là tiết xào. Đây là thực đơn của cửa hàng em phím, gồm có các món sau đây. Uống bia nửa chỉ có ai có, không ai có thể có những cái đó. Ngày xưa nó chỉ có như thế. Đôi khi này thì là thực ra là để ngày xưa ở cái cửa hàng bao cấp nó có cái bảng đôi khi nội dung thì nó cũng không đủ cho mọi người. Từ một tôi làm cái cơ chế mà bán hàng những tem phiếu cũng phải giải thích rõ cho khách hàng nắm được. Thì với cái hình thức này thì nó cũng hơi khác so với các cái phương thức thanh toán của các cái quán. Đây là cái viên đá, là nếu không đứng xếp hàng được thì xếp bằng viên đá đúng không? Số thứ tư là 127, tên là Mai Hải. Chào một cái gì đây? Đại hội đảng bộ thành phố. Nói chung là theo tôi theo dõi thì khách người ta rất là khen. Mình có, tất nhiên là mình làm vẫn phải là bảo đảm về vệ sinh, về chất lượng, nhưng mà có một cái gì đấy thì người ta lại nhớ lại cái thời khó khăn. Nhưng mà cái thế mạnh của nhà hàng là tạo nên một cái không gian
khi mọi người đến đây ăn thì họ có một cái cảm giác, thậm chí có những người người ta nói là người ta đưa được về nhà người ta ăn đấy. Dạ, đây là cái bát gọi là chủ men này, thời xưa đây là khẩu vị rồi đó. Món này món gì huyết tiết luộc, tiết lợn luộc sao giá món ngày xưa đấy. Khách hàng thì người ta nhìn lại người ta đọc, người ta nhớ cái thời người ta thường xuyên sử dụng, thường xuyên gắn bó cái đồ dùng đấy. Xả mới giá mới mỡ đúng không, mỡ hành rong. Thì cái sao giờ thời buổi này vẫn còn có cái bát bằng sứ bằng men. Thực ra mà nói đời sống đi lên thì ai cũng muốn cả, nhưng mà nói gì nói thời gian khó đấy thì nó cũng có những cái nó mình cũng phải nên nhớ, nó gợi lại cho mình kỷ niệm.